Tại video lần này, chúng tôi sẽ giải thích cho bạn về chế độ xã hội công của Nhật Bản như bảo hiểm sức khỏe và lương hưu. Những người đang sinh sống tại Nhật Bản, cho dù là người nước ngoài, cũng phải tham gia một trong các chế độ bảo hiểm sức khỏe công như bảo hiểm sức khỏe tại nơi làm việc hay bảo hiểm sức khỏe quốc dân. Nếu bạn đang tham gia đóng bảo hiểm này, thì khi không may bị thương hoặc bị bệnh, phải đến khám bệnh hoặc nhập viện, thì bạn chỉ phải tự chi trả 30% trên tổng chi phí khám bệnh, điều trị hay chi phí thuốc men. Ngoài ra, nếu trong cùng một tháng mà số tiền bạn phải trả cho chi phí y tế lớn vượt quá một mức nhất định, thì bạn có thể làm đơn xin hoàn lại phần tiền đã trả vượt quá mức giới hạn quy định đó. Hãy cùng xem sự khác nhau giữa hai loại bảo hiểm y tế là bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc và bảo hiểm sức khỏe quốc dân theo bảng sau đây. Đối với bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc, dành cho những người đang làm việc tại các công ty, đơn vị sự nghiệp, công ty của bạn sẽ làm thủ tục tham gia bảo hiểm cho bạn. Số tiền bảo hiểm hàng tháng sẽ trừ thẳng từ tiền lương của bạn. Công ty sẽ có trách nhiệm chi trả một nửa số tiền bảo hiểm hàng tháng mà bạn phải đóng. Đối với bảo hiểm sức khỏe quốc dân, dành cho những người có đăng ký địa chỉ tại Nhật Bản, người tự kinh doanh, người không tham gia bảo hiểm sức khỏe nơi làm việc, bạn sẽ làm thủ tục đăng ký tại Ủy ban C nơi bạn sinh sống. Phí bảo hiểm sẽ được ủy ban gửi đến địa chỉ của bạn. Sau đó bạn sẽ đóng tiền bằng cách chuyển khoản, thanh toán tại company hoặc nộp trực tiếp. Bạn có thể đăng ký để tự trừ tiền bảo hiểm từ tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn tham gia một trong hai loại bảo hiểm ở trên, thì khi bị thương, bị bệnh hay sinh con mà bắt buộc phải nghỉ làm thì bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích về bảo hiểm tai nạn lao động. Trường hợp bạn bị thương khi đang trên đường đi làm, hoặc bị thương, bị bệnh hoặc tử vong trong khi đang làm việc sẽ thuộc đối tượng nhận bảo hiểm tai nạn lao động. Để nhận được trợ cấp này, bản thân bạn hoặc chủ quản nơi bạn đang làm việc sẽ phải nộp đơn khai báo lên phòng thanh tra tiêu chuẩn lao động và được xác nhận bị thương, bị bệnh do nguyên nhân khi đang làm việc. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích về bảo hiểm lao động. Bảo hiểm lao động hay còn gọi là bảo hiểm thất nghiệp là khi nếu không may bạn bị thất nghiệp, bảo hiểm sẽ chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn trong khoảng một thời gian nhất định. Để nhận được trợ cấp thất nghiệp này, bạn cần thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm lao động và đáp ứng các điều kiện tại bảng sau. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bạn hãy đến Hello Work để làm thủ tục nhận trợ cấp. Tiếp theo sẽ giải thích về chế độ lương hưu của Nhật Bản. Luật pháp Nhật Bản quy định những người sinh sống tại Nhật Bản từ 20 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi, bao gồm cả người nước ngoài, có nghĩa vụ phải tham gia lương hưu quốc dân của Kunminenkin và nộp phí bảo hiểm lương hưu. Nếu tham gia và đóng bảo hiểm đầy đủ thì sau khi nghỉ hưu từ 65 tuổi trở đi, bạn sẽ nhận được lương hưu. Ngoài ra, nếu bạn bị khuyết tật hoặc không may bị mất sớm thì chồng hoặc vợ của bạn sẽ nhận được phần lương hưu gia quyến đó. Về lương hưu của công ty với tên gọi là Kosenenkin là những người đang làm việc tại công ty hoặc đơn vị sự nghiệp tham gia đóng bảo hiểm lương hưu. Mọi thủ tục sẽ do công ty bạn đang làm việc đăng ký. Phí đóng bảo hiểm này thì hàng tháng sẽ được tự trừ từ lương của bạn. Về số tiền đóng bảo hiểm sẽ được tính tùy thuộc vào lương của bạn nhận được. Nếu công ty đang làm việc cho bạn không đóng bảo hiểm Kosenenkin cho bạn, hoặc những người tự kinh doanh, những người không có việc làm thì bắt buộc phải tự đăng ký tham gia bảo hiểm lương hưu quốc dân, Kokuminenkin. Thủ tục đăng ký tại ủy ban C nơi bạn sinh sống. Thông báo về phí đóng bảo hiểm lương hưu quốc dân sẽ được gửi đến bạn từ văn phòng lương hưu Nenkin Jimusho. Sau đó bạn có thể đến thanh toán tại ngân hàng, bưu điện, community. Cũng giống như bảo hiểm y tế, bạn cũng có thể đăng ký số tài khoản ngân hàng của mình để tự thanh toán tiền bảo hiểm lương hưu này. Phí bảo hiểm lương hưu mà bạn đã đóng sẽ bắt đầu được nhận lương hưu từ khi 65 tuổi trở đi. Đây được gọi là lương hưu người già. Nếu khi đó bạn gặp vấn đề về khuyết tật, sẽ nhận được lương hưu người khuyết tật. Dòng cuối của bảng có phần lương hưu cho thân quyến, có nghĩa là khi người tham gia bảo hiểm lương hưu mà không may qua đời, để vợ và con có thể đảm bảo cuộc sống, sẽ nhận được khoản lương hưu cho thân quyến. Nếu bạn đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính, khó có thể đóng bảo hiểm lương hưu được, thì hãy lên trao đổi với bộ phận lương hưu quốc dân tại ủy ban nơi bạn sinh sống. Ngoài ra, những người nước ngoài đóng bảo hiểm lương hưu trên 6 tháng và đã về nước không quá 2 năm, nếu làm thủ tục có thể xin nhận lại được một phần số tiền đã đóng.
Lương hưu cơ bản người già thì mọi người đều giống nhau, nhưng có thể sẽ không đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày. Do vậy, hãy tích lũy tiền cho tuổi già ngay từ bây giờ. Nếu tiêu hết tiền lương hàng tháng, thì những khi bị bệnh không thể làm việc được, hay những khi cần đến tiền như học phí của con cái, phí kiểm định xe hay chi phí khi về già sẽ là vấn đề lớn. Do vậy, việc tạo thói quen tích lũy tiền vô cùng quan trọng. Nếu bạn đang trong hoàn cảnh tiền lương không đủ chi tiêu hoặc tiền lương hàng tháng chỉ đủ sinh hoạt, không có dư để tiết kiệm, hãy thử sử dụng ứng dụng ghi chép chi tiêu, giảm bớt số lần đi mua sắm và kêu gọi mọi người trong gia đình cùng tiết kiệm. Việc tiết kiệm chi tiêu không chỉ là việc trước mắt, hãy cùng quản lý tài chính để dành cho 10 năm sau.